Hùng mới kêu chấp xong á. Cắn như cái chị thấy cảnh tượng này chị cảm thấy như thế nào ạ? À? Giống như đang xem phim vậy đó mọi người. Ôi giờ cái bị nó bự chưa? Đúng rồi. Hay quá ơi. Cặp đi. Oh my god. Ôi trời ơi. Thôi hết rồi các bạn á. Nó bự vậy. Bắt đầu. Hay quá. Hay gì vậy? Lắc lên cường lên. Ủa sao dây nó dài vậy? À cho ông này đúng rồi đúng rồi. Không ai. Ủa gì kỳ vậy? Đúng rồi đó, hai người đúng rồi đó. Không, cái dây này nó dài hơn nè. Ủa, vậy là tôi có cần giơ chân lên không ạ? À? Cột vô, muốn cột sao cột? Không, cái dây sao kỳ vậy? Ủa, sao nó dễ vậy ta? Không, dây khác nhau luôn. Vậy là nghe mỏ rồi. Sao tự nhiên mấy cái đứa cao cao? Dây đúng dài luôn nè. Dây này đúng dài lên. Dây này ngắn nè. Liễu nữa rồi. Bạn nói lại, bạn sắp xếp lại cái từ ngữ của bạn đi. Nhưng mà cái dây này nó ngắn. Nhưng mà mẹ bạn nói là cái dây này đúng dài luôn. À dạ. Ôi, dây của hai người này ngắn ngủ luôn. Đợi Hùng có chơi đó, đợi Hùng chơi. Với của ê, nhưng mà nó khó cắn thiệt. Ủa phải coi chân lên chứ đâu được vậy. Ai cũng thích dài hết trơn á. Cong lên kìa. Không. Đi ra chỗ khác chơi. Đi ra chỗ khác cái... Rồi đó, chơi đi. Đúng là cái con mụ Simla này. Rồi đó, chơi đi. Bây giờ hai đội này vô nè. Thi với nhau đi. Bạn chơi dở trước chứ bộ. Oh my god. Đưa cái nhảy lên nè. Thả ra được cho con lên. Cuốn đá cuốn họng má liêu luôn á. Cuốn đá cuốn họng má liêu luôn á. Chả yêu em. Chả quan tâm. Thả ra được mà. Rồi. Rồi, 2, 3, bắt đầu. Là bạn cặp với má bạn tôi. Ê, có ai nào? Cặp nhau đi, mất tích của ta. Rồi, thi nha. 2, 3. Ê, mỏi chân quá. Hùng mới kêu chấp xong cắn như cái chị thấy cảnh tượng này chị cảm thấy như thế nào ạ? À? Giống như đang xem phim vậy đó mọi người. Cắn như cái khí này nè. Cắn như cái khí. Bây giờ phải có chiến thuật, mình phải dùng lưỡi để định hình trước đã. Đúng rồi, phải định hình nó giữ nguyên đấy đã. Hay quá ta. Đúng rồi. Đấy. Hay vậy. Tôi quấn mình. What? Đây khó quá. Để thường chả cắn được, biết sao quả táo hay sao cắn? Táo hay táo cứng à? Bạn đừng có lấy cơ hội bên ôm mình hoài. Không có. Em mỏi chân. Bây giờ qua đây mình tập chơi đi. Em đổi người rồi. No! Chưa được rồi. À, tôi biết cách rồi, tôi biết chơi sao rồi. Hiểu rồi, nhẹ nhàng thôi, đừng thô bạo quá. Mắc gì té rồi chứ người ta. Sao rồi bạn? Đứng lên anh. Tôi nghi bạn đó, lắm. Đỡ. Mình biết sao mình cắn được, mình biết đúng không? Tôi rồi bạn ăn nè. Tôi nghi bạn lắm, bạn giả vờ thua đúng không? Chứ có quả táo đến miệng rồi mà không cắn được nữa. Đây, bạn cắt lên tóc tôi rồi bạn ăn nè. Quay đây. Đúng rồi, đẩy vô tóc. Đôi khi có những cái nó vô miệng mình cũng đâu cắn được. Nó cắn được hả? Mình cạp tóc bạn á. Không, mày đẩy vô. Xích vào đây. Ê, cái này phải đo theo khuôn miệng, nhưng khuôn miệng này nó không khớp với răng ngay. Mỏi chưa? Nhanh lên. Này, nhưng miếng cũng chạy đó là.
Có chơi nhẹ nhiều vậy? Ơi. Đúng rồi. Ơi, Vinh đi làm gì đúng vậy? Đúng rồi. Chiến thắng. Đâu có cắm đâu. Ừ, không cắm đâu. Ờ. Rồi, thi. Cắn đi, cắn đi hơn. Cắn đi. Rớt cái răng giả rồi. Cắn đi, cắn đi, cắn đi. Cố lên. Cố lên, cố lên. Hương ơi. Hương ơi. Cố lên. Ờ. Cặp được cái chỗ này là ok này. Fanny thi không cổ vũ sao cổ vũ Hương? Đôi mình. À đây à, thôi hỏng rồi, thôi dở rồi. Thôi chết mỏi rồi. Mỏi chân quá vậy. Fanny ơi. Fanny. Không tôi thấy rồi, tôi thấy rồi, tôi thấy. À thế ok ok. Tôi thấy rồi. Tôi chơi bên này tôi vẫn thấy, Hãy dồn, cái sự uất hận nó vào nhát cắn này. Cắn, cặp đi. Cặp đầu của mình luôn. Ê, trời cái miệng Fanny bự ghê luôn. Ừ. Cái miệng Fanny bự ghê nè. Đi à. Ủa, Fanny là hải cẩu, à nhầm, Fanny là hà mã rồi. Fanny ơi, làm sao mà cái răng á, nó gặp được vào cái chỗ này ok này. Hai như vậy hay cười á. Chính xong rồi đấy nè. Rồi, cười lên thử coi. Không, bây giờ bạn tiếc. Ôi, giờ cái miệng nó bự chưa. Đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Cặp đi. Ôi, Fanny ơi. Tôi thấy cái miệng của bạn á. Nó bự rồi. Nó bự rồi. Nó muốn nuốt luôn á. Nhai đầu mình được luôn á. Ơi mà giờ tiếp thầy ơi. Nè 1, 2, 3. Phá quay hàm luôn á. Ghê thật. Ghê thật sao hả? Nghe cái chán của bạn. Ơi mình tưởng tượng ở nhà mà mỗi lần phải đi chửi của Thịnh sao vậy? Rồi 1, 2, 3. Em đứng gần lại. Hả mồm to ra này mà em. Hả to cỡ vào. Hả hay quá. To nữa vào. Em giơ cái chân lên trước á. Nó gần quá. Ừ. Đúng rồi. To rồi. Hả to ra. Mắt cân bằng quá. Nhìn tập trung vô. Cái gì? Rồi đó chết rồi. Cái gì vậy bạn ô tiếp, bạn đi ra coi. Bạn tính làm người thứ ba hả? Lấy ra bây giờ xin phép ăn cái táo này trước nha. No! Cái hồi chơi cho nó khác. Hả thật to là xem to như Fanny không? Hả to miệng hơn như Fanny á. Hả hết cơ mà. Ô tiếp. Cái thằng cá miệng này nó lâu thiệt luôn á. Gì vậy? Thằng cá miệng này nó cố tình nãy giờ luôn. Không phải cố tình. Cố tình như câu cố tình giờ quá là bạn sao á. Sái buồn luôn á. Ê, quả táo tôi bé như thế mà tụi không hả mồm như thế. Biết sao không? Ông mà hả xong á là nó càng ngày nó đẩy ra. Nó càng ngày nó bị đẩy ra, khó. Sao Fanny hả được? Không biết nữa. To quá, mồm to bằng quá. Bằng cái cách thần kỳ nào đó. Mũ sim la hay im đi. Cái dây này của bạn Ngân nè. Chị em hai không? Ê, bạn hẹn. Thẳng cái chân đạp qua bên này luôn. 30 giây. Cái dây này của bạn Ngân nè. Còn vậy sao má ăn? Thế ăn kiểu gì bây giờ như thế không ăn được. Má có điên không? Rơm cho mình con trai miệng con đây trai rồi, đây hái rồi. Cỡ không được con này nha, ví dụ nha. Đây rồi, đây rồi, đây. Không nuốt được quả táo luôn thật. Chưa nuốt trọn quả táo nữa. Thất hùng quá. Muốn gãi cái răng. Đau quá. Mình to rồi trời. Ôi dồi nè, nó không cắn được. Đấy, được rồi. Được rồi. Sợ liền. Chật cái quai hàm liền. Chật cái cực gì vậy luôn á. Chật cái quai hàm rồi. Cấp cứu. Bạn trả bờ đúng không? Hà, học sinh cá biệt. Cấp cứu đúng không? Này, chắc là hôm bữa học xong lớp diễn xuất đó. Cái gì là nhậm áp dụng vô đội thật. Rồi ok, vì là đội Fanny thắng cho nên Fanny, đội của Fanny sẽ nhận được gợi ý đầu tiên về học sinh cá biệt của đội Fanny. Tụi em không cần nhận đâu, tại vì bọn em biết là ai luôn rồi. Bọn em đã đoán được một hung thủ. Sau khi bọn em ăn mừng chiến thắng, một hung thủ đã lặng bỏ đi. Mang giày riêng. Mang giày gì đấy, nhìn cái mặt ra chưa?
Sao thằng Hùng không vui? Hùng đâu? À, thằng Hùng là... thằng Hùng phá game rồi. Phá game rồi. Một mình nó không ăn mừng, một mình nó bỏ trốn. Đúng rồi. Thằng này... tôi mang giày. Thằng này... tôi mang giày mà nãy ông không thấy tôi cố gắng áp vào người Fanny để tôi cắn chết áo à? Nó có sự cố gắng hiểu không? Tôi nghĩ ông á. Ra đây coi nè các bạn ơi. Ủa? Xem nào, gợi ý một. Đi xem tụi người ta liên quan gì đâu. Không, không có liên quan. Rồi, xem rồi. Đứng cho thằng Hùng xem, đứng cho thằng Hùng xem. Đứng cho thằng Hùng xem. Mọi người đừng có bị rắc. Mọi người đừng có bị rắc. Mình phải gián điểm nó luôn từ đầu. Ủa bạn, bạn chưa tỉnh hả để mình? Mát xa Thái. Mát xa Thái. Bà thấy tôi cố gắng chơi game. Cố gắng đúng rồi. Nhớ không? Thì có thằng Nhậm nó đang cố tình làm chia rẽ đồng đội. Cô thằng nãy giờ mình cắt phát đấy rồi. Không nói gì hết á. Tôi nghi là ông. Gợi ý là ở đội mình là số 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Không, đếm phải đếm như này này. 1, 2, 3. Đúng rồi, Hùng á. Xong đây là 4, hiểu không? Đếm nhau vòng 4 bọn mình là một đội mà. Đây này, 1, 2, 3, 4. Không, chả lẽ là bạn 1, 2, 3. Tại vì tôi là người số 4 mà. Đúng rồi. Thì đây người số 3. Người số 3, à, tôi là người số 3 mà. Tôi sao mới tới xin đi. Đừng để nhầm nhá. Nó đang cố tình chia tình cảm đồng đội đó. Bạn là Hùng á. Tôi là số 1, tôi là đầu tiên này, tôi là số 1 này. Tôi sao mới tới xin đi mà. Hay xin đi số 3 nhỉ? Hồi nãy đọc nhóm đọc thứ tự là gì? Có ai nhớ không? Nhậu không nhớ luôn. À Fanny. Nhóm là tôi đầu tiên Fanny. Đừng có tên Nhậm. Nhậm nó dắt á, thật luôn á. Tự nhiên chả có vấn đề gì hết. Nó đi tìm một cái lý do nào đó để nó vô tôi. Bạn Thái Ngân chắc chắn là gian xảo nhất luôn. Do vị trí địa lý đặc thù ở Nam Bán Cầu nên Giáng sinh tại Úc rơi vào mùa hè với nhiệt độ có khi lên đến 30 đến 40 độ C. Chính vì thế, xứ sở chuột túi đón Giáng sinh theo cách rất đặc biệt. Giáng sinh là một trong những kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm tại Úc, kéo dài từ đêm 24 tháng 12 đến hết ngày 1 tháng 1 năm mới. Khác với hình ảnh thông thường là xe trượt tiết của ông già Noel sẽ được kéo bởi những con tuần lộc thì ở Úc, xe trượt tiết được kéo bởi những con kangaroo màu trắng. Lý do kangaroo được chọn làm con vật kéo xe thay vì tuần lộc có lẽ vì nó là biểu tượng của nước Úc. Đồng thời, kangaroo chỉ có tiến chứ không lùi, nó thể hiện người Úc luôn cố gắng phấn đấu đi lên để không bao giờ tụt lại phía sau. Cổ điệu cung vu răng. Thay vì những chú tuần lộc kéo xe giống như Noel ở Úc, ở Úc thì kangaroo kéo xe phổ biến hơn. Ở Việt Nam mình là con bò đấy. Hãy hóa thân thành những chú kangaroo để tận hưởng không khí Giáng sinh vui vẻ ở Úc nhé. Thành viên mỗi đội đấu đối kháng với nhau. Mỗi hộp, một hộp gồm 20 bánh. Đừng đưa ở chú đập được không? Biết đọc chữ không? Sao á? Cái đồ cá biệt này. Mỗi hộp gồm 20 bánh được buộc trước bụng. Khi nhạc vang lên trong 2 phút, hãy dùng hết sức nhún nhảy để banh văng ra khỏi hộp nhiều nhất có thể. Ở mỗi lượt, đội nào còn số banh trong hộp ít hơn sẽ chiến thắng. Nếu sau 4 lượt... Dễ mà. À, hiểu rồi. Đúng ngày xưa mình lắc á, nhỉ? Y chang vậy á. Nhưng mà hộp ai lăn ra nhiều nhất người. Nhưng bây giờ chắc mình phải nhảy chứ không được lắc. Coi chơi là, coi người biết chơi nè. Sao hai con mẹ kêu ba kêu đứng? Chết rồi, gián điệp lộ tẩy rồi. Người ta đam mê cái đội này. Không, cái gì? Ở bên này có sức hút. Đúng rồi. Lộ tẩy rồi đúng không? Hôm qua để tôi tìm hiểu chiến thuật gián điệp hiểu. À, ok. Để xem nó nói cái gì. Qua làm gì? Góc mặt. Góc mặt. Có phải hợp lý không? À. Bên này có sức hút mà. Bên này là 500 đó. Bên này là 500 đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết thứ hai với hai người thi đầu tiên là Trường Nhụm và Otis. Một, hai bé biết đầu. Chơi! Ê, cái dáng này kỳ nha. Cái dáng này kỳ. Ê, cái dáng này kỳ lắm bạn. Bạn ơi! Lại em ơi, lại. Mình sao rớt nhiều. Mình sao rớt nhiều. Kệ người ta. Về bạn của bạn đi. Tiếp đi, tiếp đi. Người ta muốn làm gì bạn là. Hết rồi. Nguyên. Hết rồi. Ở đây thẳng đó, không chơi luôn. Có tình. Không phải. Có tình. Ủa? Đang bảo nó lại không phải cái đấy, sao lên hình được? Ủa lại gì sao bình thường?
Ủa nhảy, nhảy thôi đi chứ bạn còn còn có mấy cái bữa hơn còn lên được mà. Đúng rồi. Bạn rách quần mà người ta còn lên hình mà. Thôi mình thua. Ủa, rồi. Xong rồi. Ủa gì mà nhạt nhẽo vậy trời. Vậy là con quỷ này cá biệt rồi. Tao dòng này tao xin boss chừng nhậm chết. Nhìn tôi giống đi không? Xin chơi lại, bắt tao chơi lại đâu. Luôn. Người ta bảo là chơi lại không chịu. Không. Tôi bảo chơi lại đi. Người ta đang chơi rồi, bắt tao chơi lại. Và bây giờ trò chơi xin được phép bắt đầu. Đó bây giờ. Đó. Đó. Oh my god. Ơi. Ôi ơi, hay quá, đi đi đi. Đi. Đó. Quá. Rồi. Yeah, yeah. Cắt kéo, cắt kéo, cắt kéo, cắt kéo sinh động, sinh động. Lộ mèo, lộ mèo. Lộ mèo đi. Lộ mèo, lộ mèo. Đó. Kê kê kê. Kê không. Hết rồi. Hết rồi, bên này hết. Hết rồi, bên này hết trước rồi. Bên 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 này hết trước rồi. Còn không? Hết rồi. Còn không? Hết rồi. Còn một trái kìa. Quả. Hết rồi. Đã bên này còn má, bên này còn má. Bên này còn mà. Cố lên. Lên 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 lên. Hết rồi mà. Còn một trái nữa. Hết rồi, bên này hết rồi. Hết rồi. Còn. Ra đi, người ta đi bạn về mà. Cuộc sống không ra. Đứt đi. Hết đứt đi. Còn. Hết. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Thấy rồi, thấy động tác rồi. Rồi, tháng trước nha, bữa kia ăn dây cũng không thắng được nữa. Này, người ta kêu hết rồi mà bạn này tự dưng kêu là còn một trái là sao? Nếu người ta kiểm tra sao bạn ăn gian quá. Không kiểm tra được, giấu ở đây rồi. Và tôi sẽ được công bố, đội của tôi là đội chiến thắng. Chào, thắng rồi, đội mình hai người thắng rồi. Và đội kia là đội thua cuộc. Còn hai người nữa mà. À, đây là trận quyết định á, đây trận quyết định á. Tiếp theo bây giờ sẽ là Phan Lê đi. Tiếp theo bây giờ sẽ là Phan Lê đi. Ủa Phan Lê mới xong mà Phan Lê đi. Bây giờ tới Quang Hùng đi. Quang Hùng với lại Quang Hùng. Hương. Ok. Quang Hùng với lại Master Hương đi. Rồi, Quang Hương và Master Hung. Quang Hương và Master Hung. 3, 2, 1, bắt đầu. Cúi xuống, cúi xuống. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Hay vậy? Hay vậy? Hay. Lắc đi, lắc đi, lắc đi, lắc lại đi. Đúng rồi, đúng rồi. Lắc đi. Ủa? Lắc điên cuồng lên. Nữa đi con. Ê. Mỏi chân. Cái thế này nó kỳ hồng quá. Thôi hết rồi, thôi rồi. Thế của tôi đã hết rồi. Hết rồi. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Thấy chưa? Đâu. Đây thấy chưa, đây thấy chưa? Đâu. Có thể chip qua. Hết chưa, hết chưa. Có thể chip. Ê nhưng mà. Ê nhưng mà. Nhưng mà nó. Nó làm hỏng luôn rồi. Không, cái này nó bay ở sau này không sao. Tôi xin công bố. Thôi luôn, bên đi làm hư hộp rồi. Trừ điểm. Không, cái này là cái. Rồi sao chơi nữa ba? Đâu. Tôi này chơi được mà. Quá là. Anh Giang, chơi anh Giang. Đúng không? Tại vì nó sắp đúng rồi. Đúng rồi, đúng. Ủa vậy ta kệ ta. Dù như cái đội để gì. Ừ. Để như thế này thì kiểu gì nó đảo thấp luôn. Đúng rồi, em đảo thấp luôn. Cái chứng thuật của người ta muốn làm sao làm chứ. Phạm luật, phạm luật. Đúng rồi. Cái bằng quang hường phá hoại đồ. Đúng rồi. Không, thua là thua, không nói nhiều. Giờ công bố. Và sau trận chiến vừa rồi thì Quang Hùng là người chiến thắng. Các bạn tin tưởng tôi chưa? Tin tưởng rồi. Tin tưởng tôi chưa? Không phục, không phục. Không phục, không phục. Đi. Sao sao làm á? Đang chơi như vậy rồi. Ủa bây giờ tôi lắc như này thì giờ quấn lộn làm gì đó. Quấn lộn không? Quấn lộn, quấn lộn, quấn lộn không? Giờ quấn lộn không? Quấn lộn. Nhưng mà bây giờ cái tiểu xảo rồi. Đúng rồi. Tiểu xảo chỗ nào? Ơ. Có một chút tiểu xảo nha. Một, hai, ba, trận chiến bắt đầu. Cố lên. Bắt mau, bắt mau, bắt mau. Ui, thấy không, thấy không? Thấy cái lối chơi thấy không? Lắc mặt màu hiểu không? Sao của mình nó nhiều quá vậy? Đúng rồi, lắc mặt màu. Sao rồi, sao rồi, sao rồi? Cô đây, cô đây. Xoay luôn, xoay vòng luôn. Trời ơi. Mẹ cái hộp vào nhà. Được luôn, được luôn. Ui, ui. Lắc lại, 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 lại. Con còn ấp hai xuống, quả ấp lận. Xuống vậy nè. Ờ. Rồi lắc ấp xuống lắc.
úp xuống lắc một cái là tới. Sắp được rồi, sắp được rồi. Chết rồi, chết rồi. Còn một viên thôi em ơi. Bạn ơi, bạn làm như mình đi, bạn chống 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 đẩy á thì nó dễ hơn. Cứ từ từ, cứ từ từ, cứ từ nhẹ nhàng thôi, đúng rồi, cái thôi bạn. Nhẹ nhàng thôi. Rồi hết rồi. Rồi hết rồi. Bài cố tình rồi. Cố tình rồi. Bót chết. Bót chết luôn đấy rồi. Quá nhiều mình đã cố gắng hết sức rồi bạn. Bên này chân Giang nè, thấy không? Nhưng mà quả bóng không chua đấy được. Ôi con đỡ hơn, con đỡ hơn bạn hồi nãy. Đúng rồi, bạn làm hư rồi. Cái gọi là đội tôi là đội chiến thắng, đội kia là đội thua. Đỡ hơn hồi nãy bạn cầm vậy nè. Này, tôi tự nhận là nãy giờ tôi chơi Enzan rất nhiều, tôi bỏ bớt ở đội ra, nhưng bạn này cứ là người đội tôi cứ kêu bảo là sao chơi Enzan ấy, bỏ lại, để lại đi. Tại vì mình muốn thắng cho vinh quang. Tại vì bạn là gián điệp nên là bạn muốn đội mình phải thua. Nãy giờ bạn ngăn cản đội mình chơi thắng. Bạn á, bạn nãy giờ bạn chỉ hết người này chỉ hết người kia là bạn mới là gián điệp. Bạn còn nãy giờ tôi phải. Hòa thuận với nhau quá trời luôn. Cái này có phải là một đội không vợ? Được rồi. Cảm thấy bế tắc quá. Rồi đội Vũ Thịnh cũng sẽ nhận được một gợi ý về học sinh cá biệt. Bạn phải chúc mừng đi chứ. Bạn chúc mừng đội người ta chứ, đúng rồi thì đúng mục đích của bạn rồi, chúc mừng đi. Bạn ơi, chúc bạn. Không nói lên lời rồi. Bạn con mình vậy. Chán dài 80cm. Diễn xuất giỏi. Có bao giờ mọi người có bao giờ gợi ý mà nói rõ ràng như vậy không? Không. Ủa không tôi. Hồi nãy chứ, hết lòng che đi chứ. Diễn xuất giỏi. Hồi nãy á, thấy này là thôi. Thôi. Che lòng luôn. Cái gì vậy mọi người? Ô tết cũng là diễn viên mà. Không, nhưng mà biết rồi. Nhưng mà biết sao? Thôi là mấy người mình nó nói gì như vậy á. Nhưng mà diễn xuất giỏi cũng ô tết mà. Đúng rồi. Mọi người không nghĩ như vậy. Đúng rồi. Đừng có nói. Đánh dấu lễ. Mình ở ngoài đường nhưng mà mình biết. Tự nhiên ở ngoài đường đi vô nhà người ta nói chuyện. Nhưng mà diễn xuất giỏi cũng là ô tích giỏi mà. À, biết sao? Đúng nó không? Sợ mà bên mình tự nhiên là ca hát hay, nó sợ là nó hiểu không? Sợ cái ý bên này là sáng tác hay, sao nó quay sang nó phải giải thích là không, không ai cũng sáng tác được mà, hiểu không kiểu đấy. Ôi mà nó gợi ý là sáng tác hay hả? Chưa. Nói chung là loại hai nghe, loại hai đứa mình ra rồi, còn hai người này thôi nhưng mà. À phải. Hiểu không? Có nghĩa là ba tổ chức không thể nào mà cho dễ như vậy được. Cũng giống như những quốc gia khác, Giáng sinh ở Na Uy là một lễ hội quan trọng đối với đời sống tinh thần của người dân Na Uy. Với những hoạt động độc đáo, cách trang trí lộng lẫy, thủ đô Oslo thời điểm diễn ra Giáng sinh là điểm đến hấp dẫn trong mùa đông. Ngoài ra, văn hóa đón Giáng sinh tại quốc gia này cũng vô cùng thú vị. Trong truyện Harry Potter và trong các bộ phim phép thuật thì những phù thủy thật đáng ngưỡng mộ và được yêu chuộng. Thậm chí đó. Tại Ý, trẻ con cũng mong đợi những phù thủy tốt sẽ ghé thăm vào dịp Giáng sinh. Thì tại Na Uy lại có một phong tục khá kỳ lạ, đó là người dân Na Uy sẽ giấu tất cả những cây chổi và rẻ lau trong nhà trước khi đi ngủ. Vì họ tin rằng phù thủy và những linh hồn xấu xa sẽ thoát ra trong lễ Giáng sinh, lấy cắp những chiếc chổi và rẻ lau này để bay lên trời. Chính vì vậy, hành động này để ngăn chặn phù thủy và những điều không tốt sẽ đến trong đêm Giáng sinh. Ơi, mấy cái chổi này nó bay được hay quá ha. Đã bay được thì không á? Được. No! Thấy chổi bay không? Bay vô đầu. No. Trước khi đi ngủ, Erling Haaland sẽ giấu tất cả rẻ lau và chổi lau trong nhà. Vì họ tin phù thủy và những điều xấu xa sẽ đến lấy cắp những món đồ này và mang đến những điều không hay vào đêm Giáng sinh. Trong tiết học này, hãy đón Giáng sinh cùng người Na Uy bằng trò chơi quyết thuộc cướp chổi nhé. Ok, 3, 2, 1 bắt đầu. Hãy dùng cái miệng của bạn lấy cái cướp coi đi. Số chưa có màu gì hết. Màu xám. Cái gì đó? Đây. Chưa kêu. Hô rồi. Chưa, mình phải la hô lên. Hô em có kêu mà. Rồi, vậy nhát nha. Có nghe. Rồi. Qua đây mẹ liệu. Phải hô to lên để mọi người cùng nghe thì mới công nhận. Nhưng mà tại sao chị Hương cầm cái khăn chạy qua đội em làm cái gì? Chị nhát đi. Hai bà này vô chi thiệt luôn á. Thì gián điệp mà. Không. Rồi cái đầu tiên nháp nha. Nháp. Ừ.
Tôi thấy cột hai cái đầu tóc giống nhau là tôi nghi rồi. Là cái mồm mồm giống nhau đó chứ. Sao tôi thấy Cindy không chịu đụng luôn là tôi cũng không hiểu tại sao. Thấy sai rồi đấy. Không chịu đụng thì hai quá. Rồi ok ok bắt đầu. Mình không cần phải chạy lên quá đâu. Từ khác đúng không? Số 2. Mình không cần phải chạy lên nhanh quá đâu, bình tĩnh thôi hiểu không? Thấy chưa? Chưa. Ủa, chưa? Chưa, chưa. Hô hô nữa, hô hô nữa. Nhớ hô hô nữa. Số 2 về. Số 4 lên. Số 2 về, số 4 lên. Số 2 về. Cho. Oh no. Màu hồng. Hô hô. Hô hô. Ok, đội cần. Ủa, sai rồi, phải làm hô chứ. Tôi nói rồi mà. Hô hô đúng rồi gì? Thôi, đổi đi bây giờ, cần Lee Min Ho. Thôi bên đó nháp lần rồi, bên này nháp lần đi. Nháp đi chứ. Nãy bên đó nháp lần rồi, bên này nháp lần. Nháp lại cho nó cân. Nhưng mà bây giờ là phải. Cuộc sống này nó đã quá đủ rồi. Không đồng ý. Tôi không đồng ý. Ôi gì cười à. Tuy nhiên sao bên này được nháp, bên này không được. Không. Rồi ok, rồi bây giờ bắt đầu chơi được chưa? Ok. Rồi. Đấy, chúng mình là đòi lại quyền lợi mình, chúng yeah, mình không hỏi đồ tồi. Dạ, dạ, rồi. Thái Ngân, lùi về. Số 1. Ai, chú bộ, chú bóng lên làm gì vậy? Nhớ thôi, nhớ. Bạn dám đụng mình không? Số 4. Số 2. Ui. Chưa. Số 1 về. Số 1 về. Số 1 về, 2 đi về. Màu hồng. Màu hồng. Hô rồi. Bên này được 1 điểm. Ôi tiết nó cầm vào đồ hú. Bắt chán trần hồn giùm em cái. Bây giờ em muốn có thằng hồn chết luôn được không? Kêu màu hồng mà ta nó lấy hai cái màu này chứ vậy? Oh no. Ôi tiết đây nó cầm vào màu hồng nó kêu hú chứ đừng hô đâu. Nó kêu hô đi. Nhưng mà tại sao kêu màu hồng mà thằng hồn nó cầm hai cái màu này nó dơ lên? Hai cái này nó màu hồng. Được hai bắt đầu mời mọi người về. Sao? Số 3. Số 2. Ủa? Lấy chưa? Chưa. Ký vô đầu. Hô. Ôi yeah, đau quá. Nhầm thế nhờ. Ok. Sau chứ để chặn đường chạy về. Tính lấy xong mình về. Thấy không? Bạn tin tôi chưa? Chạm vào có tính chết không anh? Phải đụng một người đó, giống như chơi cúp cờ vậy đó. À. Một người giật tôi còn một người phải ấy, phải tránh. Ôi, đồ có đụng với người được không? Là Mỹ hả? À. Bây giờ mới hiểu hả ô tiên? Hiểu không? Ta lăng. Màu hồng. Được rồi. Yeah. Rạch áo rồi. Mới nghe rạch áo em. Rạch áo rồi. Mới nghe rạch áo rồi. Đền cái áo đi, rách cái nách nhỏ chứ. Màu hồng. Màu hồng. Thôi, thua rồi. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Yeah. Này người ta ôm chặt mọi người ấy. Oh no. Gián điệp rồi. Biết cách chơi không? Không được để người ta chặt mọi người. Bình thường Tết thì sẽ dùng cái gì để cho tiền mấy đứa nít?
Cho hột dưa. Hột dưa. Cho mấy đứa nít là hột dưa. Hay quá bạn ơi. Có thể nó sai sai đâu ta. Vót nó đi. Tết người ta hay cho này thiệt mà.